Mình thấy câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của người ta thì cũng cung đấu về, chắc cũng chuẩn bị kịch bản sẵn là nếu mẹ la như vậy là sẽ như thế nào, mẹ như thế nào là con sẽ như thế nào. Là có nói với mẹ chồng là không có làm dâu và xin cho hai đứa ở hai bên. Phòng luôn cái trường hợp là em bị bên nhà chồng trả về luôn. Không có la mà cũng rụng rời tay chân đi vô gọi cặp điện thoại điện cho chồng anh ơi. Chắc em chết quá, em ở đây chừng vài bữa nữa chắc là bệnh tim chết quá. Cái ngày đầu tiên á gặp con dâu của mình á thì mình cảm nhận như thế nào? Ngày đầu tiên là con dâu bán trà sữa. Bán trà sữa hả? Bán trà sữa Trân Châu. Vô sao vô mua trà sữa hay sao? Ngồi quán chú à. Mà lúc đó em biết không? Dạ em không có biết, nhưng mà lúc mà thấy nguyên gia đình lại thì thấy cũng hơi nghi nghi, tại vì nhìn giống mà. Về rồi tối đó em mới gọi cho chồng em, tại chồng thì ở trong bộ đội. Em mới gọi thì chồng nói là ba với mẹ lại uống chứ em cũng. Đi lúc đó ngồi bữa đó đông không? Đi 7 người hết. Đi 7 người luôn. Cái này quan trọng nè, cái ngày hôm đó là mình đang buồn hay đang vui. Tại vì mình đang buồn nha, mình gặp khách tới mà khách đông quá, mình đang mệt dễ cọc, mà mình cọc là coi như bữa đó thua. Gia đình chồng tương lai vô cái uống gì á mất chồng luôn. Dạ không, lúc đó em nghi rồi, em nghi là hình như là ba mẹ chồng em, nhưng mà cho nên đâu dám ra đâu. Em nhờ thằng em đi ra hỏi uống gì. Tức là đã nghi rồi cho nên không dám ra. Hên hên thôi. Trời ơi, cái quan trọng là cuối cùng con dâu tương lai nó có tính tiền không à? Dạ tính. Hả? Dạ tính. Tính luôn hả? Tại đâu biết ai đâu. Nghi rồi, đáng lẽ người ta nghi người ta phải phí chứ. Thôi thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trời đất quỷ thần ơi. Được, cái này chị chịu. Rồi lúc đó sao cô uống trà sữa xong thấy ngon không? Ngon. Ngồi đó lâu không? Lâu, uống hết đi trà sữa còn phải thêm tẩy. Thêm tẩy nữa. Tẩy. Ngắm con dâu sao? Ngắm con dâu là thấy ok, nhưng mà phải về hỏi ý con. Chinh hồi đó bự lắm, phải gì nữa đâu. Bự hơn nữa hả? Bự hơn nữa. Trời đất ơi. 30 tháng 4 này là 3 năm. Nhưng mà Chinh giảm cân dữ lắm. Giảm được 3 kg, 3 năm được 3 kg rồi. 20 kg. Hả? 20 kg à? 20 kg à? Ủa, lúc đó nó bự lắm mà sao ok luôn hả? Tại vì cái bẩm sinh nó bự từ thở nhỏ. Ông bà xưa kể lại là Chinh hồi đó ú dữ lắm, đi không nổi luôn, phải để trên xe đẩy luôn. Trời ơi, chồng em thì được cái thiệt tình. Chứ hỏi bà mẹ có nói gì em không? Chồng em nói nè, ba mẹ nói quen nhỏ gì mặt thù lù. Xong thì lúc đó cũng còn nhỏ, cũng tự ái. Tức là xong cái hai đứa cũng giận lộn, tức là nghỉ quen sau 2 năm mới quen lại. Trời đất ơi, từ cái vụ trà sữa chê ta mập thù lù mà nó xù luôn 2 năm. Dạ, tức là em đi Sài Gòn luôn, em bỏ quán. Quê chứ. Nữa đi Sài Gòn luôn, đi Sài Gòn quê xong rồi. Khóc không? Dạ không, chồng em khóc. Cái gì vậy hả? Cô, lúc đó cô biết chuyện không cô? Không biết đâu. Có ai mà nói con dâu mập thì nói gì, nó là nó bẩm sinh rồi. Cái đó là bình thường thì cô nói câu bình thường mà ông chồng ông nói lại. Đúng. Lúc bà này đang tâm trạng rối bời, đang mong chờ là mẹ sẽ nói là thấy nhỏ cũng dễ thương. Đằng này lại cái câu nó khác, cho nên bà đúng này rồi. Bà đang bực bội trong người nữa. Ông chồng do cách trình bày của đúng. ông chồng nói mẹ nói em á là quen chuyện nhỏ mập thù lưu đó. Đúng, đúng rồi chồng nói đi. Nói sai vậy đó hả? Nói là mẹ nói quen nhỏ mập thù lù còn hay ăn nhậu nữa. Trời ơi trời, cái ông chồng này quá thiệt tình luôn. Quen nhau mấy năm rồi? Quen nhau có 14 ngày. Trời ơi. Bây giờ thử mình không quen lâu lắm. Quen 14 ngày. Vậy mà nghe chữ mập thù lù chia tay 2 năm. Đang nói quen 14 ngày đi qua coi mặt rồi. Không, nhưng mà con ấn tượng cái câu mập thù lù của mẹ cho tới bây giờ luôn. Đúng rồi, cái câu đó miền Tây mà. Rồi. Ấn tượng là có ác cảm luôn không? Dạ có chứ, ghim cho tới 2 năm sau quen lại vẫn còn ghim trong đầu. Cũng hỏi các cớ lại chồng đi đó. Ủa bộ ba mẹ anh hết chê mập thù lù rồi. Cái ngày đi hỏi rồi mẹ, sao có nói với mẹ giờ con có mập thù lù hay không á? Đó là đi thẳng vô vấn đề luôn. Tức là chồng về nói vậy thì con về con hỏi mẹ. Mẹ chắc ở nhà cũng trông lấy chồng mà, năm đó 28 tuổi rồi. Mẹ con là cũng nghe nói giờ cũng mừng chứ. Mẹ hỏi bộ có người chịu cưới thiệt hả? Ôi sao mẹ em tàn nhẫn với em quá vậy? Xong rồi tới chồng em qua nhà thì mẹ em chê quen thằng ốm nhất. Ốm? Ông xã ốm. Trời đất ơi. Bên thì chê con ta thù lù. Tức là bên lúc hai đứa cưới nhau là chồng em 49kg, còn em là 105kg. Rồi số 10. 3 năm cưới thì em xuống 20kg, chồng em lên lại 20kg. Hay. Trời ơi, hay quá. Hai bạn hay quá. Tình yêu nó giúp chúng ta hoàn thiện hơn mà vậy đó. Ngày đầu tiên về làm dâu như thế nào? Em là một người rất là lo xa. Kiểu tuổi trẻ mà chị đi lên đây thì cũng tiếp xúc với nhiều người. Thấy câu chuyện mẹ chồng nàng dâu của người ta thì cũng cung đấu.
Tự nhiên đụng cái một phát về lấy chồng. Tất cả mấy bạn của em ở trên Sài Gòn không ai tin hết. Nói trời, cái nết của mày mà mày lấy chồng chắc về quấn lộn với mẹ chồng. Không dữ. Xong rồi về chắc cũng chuẩn bị kịch bản sẵn là ừ, nếu mẹ la như vậy là sẽ như thế nào, mẹ như thế nào là con sẽ như thế nào. Và đặc biệt một cái là ở nhà em, mẹ cũng biết tính em luôn, cho nên là có nói với mẹ chồng là không có làm dâu và xin cho hai đứa ở hai bên. Tức là mẹ em là phòng luôn cái trường hợp là em bị bên nhà chồng trả về luôn. Đám cưới là bên đây sửa, bên nhà em cũng sửa. Trời, phòng cũng dán phòng đầy đủ luôn. Chuẩn bị sẵn vậy đó hả? Dạ. Có kịch bản hết rồi. Dạ, con chuẩn bị sẵn kịch bản hết rồi, nhưng mà về kịch bản con xếp tủ luôn, không có đâu. Khi mà về làm dâu á, cô này cô có làm tròn trách nhiệm làm dâu với mẹ chồng không? Có cái tròn, có cái không tròn. Mình nói cái tròn trước đi cô, mình đề ba cái tròn. Đề ba cái tròn trước là Trinh rất lễ phép. Dạ. Đi thưa về Trinh cũng lanh lẹ cái chỗ là ở gần đó là nội cô đồ ở gần không à. Thôi cái gì có là Trinh tiếp tục nhận liền. Dạ tiếp liền ha. Đám dỗ đồ á là tiếp tay liền. Tiếp tay liền với công việc gì mà hôm mà lẹ làng trên cái. Màu mặn lắm. Màu. Bếp nút sao cô? Bếp nút một Trinh hơi ẩu một chút. Rồi cái này là không tròn nè. À. Rồi mình tới cái không tròn nè. Thời buổi này phải văn minh, phải hiện đại, nhưng mà có một cái là Trinh ăn cơm xong phải rửa chén. Trinh ưa để lắm. Chậm thôi chứ không phải là không rửa. Để từ từ nó lên men rồi rửa luôn. Không, tức là bình thường nhà con ăn cơm sớm khoảng 6 giờ là nhà ăn cơm xong rồi, nhưng mà do công việc thì nhiều khi khoảng 7 giờ là con đi gặp khách rồi, thì ăn cơm xong rồi cũng phải thay đồ này kia, là hai chồng đi về cái để cái mâm cơm tới khoảng 8-9 giờ thì mới rửa. Cái có bữa 8-9 giờ về cái có khách hàng gọi là cũng đi vô nói chuyện với khách. Cái nhiều khi 11-12 giờ cái mới lọ mọ ra rửa chén. Cũng thông cảm, người ta đi lo làm ăn trước rửa chén sao. Nhưng mà mấy bữa nay có sửa rồi, nhưng mà cũng sửa còn được thì tốt. Tại vì trước giờ ba mẹ em ly hôn từ nhỏ, thì mình về mình ăn cơm thì mình thấy là nó ấm cúng thôi, kiểu mình muốn gắn bó với cái nhà của mẹ. Thấy có các thành viên kết nối với nhau, có mâm cơm gia đình, tự nhiên mình cảm giác hạnh phúc đúng không? Đó là điều mà mình mong muốn. Dạ đúng rồi, tại ba mẹ ly hôn cũng lúc em còn nhỏ xíu à. Nên kiểu mình về mình cũng... Là bao nhiêu cái sự đề phòng của em dành cho mẹ? Lúc đó cũng chưa nữa chị. Xong rồi cũng nhớ là cái hôm mà mẹ tóc dài lắm, tóc mẹ là dài tới gần đầu gối á. Mới về mà nên không có quen, cho nên trốn trong phòng suốt là tầm 10 giờ mấy. Cái đi ra đi vệ sinh, tóc mẹ thì dài lắm. Nhà tắt đèn chuẩn bị đi ngủ rồi, mẹ chải đầu, mẹ xả. Mà phía sau nhà em là vách núi nữa chị. Mẹ xả cái tóc rồi mẹ chải rồi em đứng không nổi luôn. Rồi sao lúc đó là sao? La lên hả? Không có la mà cũng rụng rời tay chân đi vô gọi cặp điện thoại điện cho chồng anh ơi. Chắc em chết quá, em ở đây chừng vài bữa nữa chắc là bệnh tim chết quá. Mọi lần gặp mẹ là mẹ hay buộc tóc lên thôi. Đâu có nghĩ là tóc mẹ dài dữ gì đâu. Rồi em lết vô trong phòng chứ em đi đâu có nổi. Rồi sao đâu có nói với mẹ nói mẹ ơi. Mà cắt tóc bớt hả? Hãy bớt tóc đi hoặc là bớt xỏ tóc. Không, đầu về thì cũng sợ chứ mấy lần sau là chắc cũng khoảng tầm tuần sau. Mẹ xả tóc lên, em chụp mái tóc của mẹ em đăng lên Facebook, em bóc phốt luôn. Em nói mới lấy chồng về mà gặp cái mái tóc này lúc 10 giờ đêm đi đâu có nổi. Ủa nhưng mà vậy thì á, khi mà con dâu về nhà thì nó nấu cơm, nấu nước rồi mình có chỉ không? Có hướng dẫn. Ở Hà Tiên thì ưa ăn canh chua sở nghệ cho nó bớt cái độ cá biển nó tanh á. Rồi mẹ chỉ Trinh con vô đây, mẹ làm gì đó có khi mẹ đi đâu á, là hoặc mẹ đi đám đi tiệc đi rời khỏi nhà con ở nhà nấu cho ba với cho chồng con ăn. Cô nhưng mà con hỏi thiệt, có khi nào mà trong những cái sự dạy bảo của cô á mà Trinh nó bướng nó không nghe không? Không có cãi lệ đâu, nghe hết trơn. Ừ nhưng mà chưa làm được. Rồi chưa làm được vậy bực không? Nói chung lần đầu tiên về á, bông súng mà Trinh chưa biết lặt nha. Phải lặt sao mẹ? Em cắt bông súng là em lấy cái cây dơn cắt nha. Cắt luôn. Dạ đúng luôn. Không có lột vậy. Không có lột hai đầu. Không, nó chỉ biết nấu trà sữa thôi. Thôi kệ, nhất người tin, nhất nhân dân được rồi, biết nghề được rồi. May là cô không khó chịu trong đúng những cái vấn đề đó. Chứ gặp những người khác, người lớn như mẹ con thì mẹ con sẽ khó chịu đó. Khó chịu. Nói thiệt. Con dâu sáng nó thức dậy sớm quét nhà rồi quét cửa. Có sớm dữ lắm cho ngủ thoải mái. Sáng 9 giờ con mới dậy. Mẹ chồng con thì 5 giờ dậy rồi. Trời đất. Mẹ chồng quét dọn hết. Quét hết. Con thức dậy là xong hết rồi. Tức là cũng nói là mẹ để đó đi để con thức dậy con làm. Tại nhiều khi công việc con cũng khuya. Sao được. Em thức dậy đi 9-10 giờ em mới thức dậy rồi. Không lẽ để nhà cửa nó dậy. Dạ đúng rồi. Nhưng... Ừ nên là mẹ dậy mẹ làm đó. Nhưng mà sau khi em nghỉ bán trà sữa thì em kinh doanh bên mẹ online á. Cũng phải lo chuẩn bị trước sau này kia.
có đêm 1-2 giờ mới ngủ thì sáng 5 giờ thức thì thật sự là không có thức nổi. Bây giờ cũng có dậy sớm rồi, nhưng mà mẹ thì mẹ được cái là nếu mà mẹ không vừa lòng thì mẹ sẽ góp ý với chồng và chồng góp ý lại với em. Chứ mẹ không có chửi. Ủa sao cô không nói thẳng với dâu mình? Đúng rồi. Có lúc nói nhưng mà thấy có thời gian của Trinh nó rất là ngắn ngủi, cũng như cơm nước đồ giặt giũ đồ đã xong hết, Trinh chỉ thức là lo cho con với lại là ăn uống thôi rồi dọn dẹp. Khi mẹ trở về nhà lúc 4 giờ mẹ phải coi nhà cửa cho nó sạch, rồi bếp nút rồi sàn nước đừng có chén là mẹ khỏe trong người vậy thôi. Kỹ quá, dâu cũng bực mình đúng không? Dạ không, tức là bây giờ mẹ kỹ quá, ở với mẹ lâu năm cái bây giờ mình về nhà mình thấy dơ mình đâm ra bực mình. Vậy là tốt. Nghe mà chị rất là sợ là mẹ kỹ quá. Mà em thì dữ em quá, em bị áp lực. Tại vì em công việc ở ngoài nó nhiều. Với lại tính nó dữ nữa. Đúng rồi, có đọc sách này kia thì mình cũng biết. Hai mẹ con cứ chung với nhau người khổ là chồng mình thôi. Chuẩn bị kịch bản sẵn rồi mà có gì đâu sợ. Phòng mình đã xây rồi, trả về nó ở thôi có gì đâu. Được mấy đứa con rồi? Dạ mới đứa đầu tiên 16 tháng. Lúc mà con sanh con ra con cũng sợ là mâu thuẫn giữa cái việc nuôi con của mẹ chồng với con dâu á. Nhưng mà may mắn là mẹ, cái gì mẹ không thích thì mẹ góp ý, cái nào con sửa được thì con sửa, còn ví dụ như cái cách đó vẫn tốt thì con sẽ giải thích lại cho mẹ. Nhưng mà con có buồn không, mẹ không góp ý con mà đi góp ý vòng qua chồng con vậy nè? Tại vì con biết tính con nóng mà, khi mà con nói vậy thì nhiều khi sơ xuất ra thì lại nói sẽ làm cho mẹ buồn, cho nên thôi con không nói. À, hồi đó là mới thôi, bây giờ thì có gì thì mẹ con cũng nói thẳng với nhau rồi. Bây giờ mình nói thẳng với chị Lan chút xíu nha. Đúng rồi, đi qua đây với chị. Yeah, hay lắm. Con xin phép cô. Dạ. Tao bây giờ mình tới chương trình bóc phốt mẹ chồng nè. Dạ. Thật ra thì chị hỏi là em làm dâu là 3 năm hả? 3 năm. Trong những cái lần mà hai mẹ con có thể đối thoại được với nhau, nhưng có lần nào là thật sự hai mẹ con không thể đối thoại được với nhau? Có duy nhất một lần là em bị mẹ chồng em la là lớn tiếng. Tại vì hôm đó là hôm sau là thôi nôi con em. Thì cái thứ nhất là áp lực công việc, cái thứ hai là chồng đi trực, hôm đó chồng trực nguyên ngày luôn. Và ở nhà phải chuẩn bị này kia đủ thứ hết, mình cũng áp lực á, thì hai vợ chồng cự qua cự lại xong rồi kiểu nói chuyện điện thoại nhiều quá thì hay mở loa. Bình thường là chồng em không có lớn tiếng với em, nhưng mà nhiều khi ổng bực không lớn tiếng, em mới nói là anh tin anh lớn tiếng nữa ngày mai hai đứa dẫn nhau đi lên tòa ly dị không. Vô tình mẹ quét nhà đi ngang cái phòng, mẹ quăng cây chổi một cái bẹp rồi thằng lên nó làm cái gì mà mày đòi ly dị nó. Mẹ đứng ở ngoài mẹ la vô kiểu vậy á, đó là lần duy nhất bị mẹ la thôi. Rồi lúc đó em như thế nào, có biết mình lỡ lời liền? Có, nhưng mà thì mà cũng nói với chồng đó, anh thấy chưa, mẹ la em nữa, vừa lòng anh chưa, rồi xong cúp máy thì mẹ la thì nghe thôi. Nhưng mà rồi có ra nói chuyện lại với mẹ không? Dạ không, không dám lú đầu ra coi luôn. Như là coi như chuyện đó quên chôn vào dĩ vãng luôn hả? Nhưng mà sáng ra thì cũng lú đầu ra cũng hơi sợ, đi ra cái cũng lủi đi ra đến gần cửa mặt là mẹ đã thức rồi. Cái mẹ gặp cái mẹ kêu đi kiếm cái gì ăn đi, lo làm đồ ăn nữa, 10 giờ khách lại rồi chuẩn bị đồ cúng nữa. Vậy là thôi chuyện nó qua. Ừ, người phụ nữ họ làm những cái công việc ngoài xã hội rất là nhiều, họ giỏi kiếm tiền, cho nên là có thể là thời gian họ dành cho gia đình nó không có nhiều. Không phải là mình bắt buộc là cái người con dâu là phải chu toàn được hết tất cả mọi cái, nhưng có khi nào em cảm thấy là mình còn thiếu sót với mẹ không? Dạ có, tại vì sếp đề cử lên chức chút xíu thì cũng hơi dành nhiều thời gian cho công việc đó, cho nên nhiều khi là chăm con là chồng đi làm về là chồng em chăm hết. Em suốt ngày là chỉ ôm máy tính với điện thoại thôi. Mà mẹ có hiểu cho em những cái công việc đó hay không? Lúc đầu thì em nghĩ là mẹ không hiểu đâu, nhưng mà sau này thì nhìn kết quả mình làm được thì từ từ mẹ cũng thông cảm. Giống như những ngày đầu mà khi mà mình bắt đầu với công việc á thì cứ cầm điện thoại suốt, và lúc đó là mới sanh con được có 2 tháng rồi. Mẹ cũng nói là suốt ngày ôm cái điện thoại hoài, thì khi nào mẹ la thì em cất điện thoại vô thôi. Nhưng mà bây giờ thì cứ đến giờ làm việc của em thì em đi vào. Với lại một phần là chắc em bị ỷ lại á, tại vì chồng thương quá, mình thấy ổng làm hết rồi, cái đâm ra mình không có gì làm hết. Cái xong cái bắt đầu quay lại với công việc, tức là lúc đầu cũng siêng lắm, siêng được tầm mấy ngày đầu thôi, rồi cái thấy chồng làm xong rồi cái cũng quay về thói quen cũ. Giống như là tôi chiều em quá rồi em hư. Khi á hôm nào bận á tính đi vô họp rồi đi ra làm thì đi ra mẹ cũng làm xong hết rồi. Thì thường quá à. Nhưng mà bây giờ em có thể sắp xếp được cái công việc của em để cho nó bài bản, để cái thời gian nào dành cho gia đình chồng, thời gian nào cho con, thời gian nào cho công việc, có sắp xếp được dạ, không? Có, đang sắp xếp rồi. Nếu mà công việc kéo dài thì thường xếp em là họp 3 giờ chiều, đúng gần 4 giờ là em nói thôi nha, cúp máy nha, mẹ chồng sắp về rồi, cúp máy nha, là em tắt máy em đi ra làm công việc nhà. Chị thấy là mẹ bây giờ mẹ vẫn còn đi làm á.
Có khi nào hai vợ chồng nghĩ tới chuyện là thôi mẹ đi làm mẹ cũng mệt? Dạ có, cũng có nói rồi. Nhưng mà do là cô chú chưa có ai chăm á, cho nên là mẹ nói thôi đáng hết năm nay đi rồi mẹ về. Cũng nói là mẹ sau này con có con á là mẹ nghỉ nha. Ok luôn rồi, hai vợ chồng cũng ráng sanh mà bây giờ vẫn chưa nghĩ. Cho chị hỏi thêm câu này nữa là chị trả em về nè. Cái câu chuyện mà ngày đầu mẹ nói với em là quen nhỏ gì mà nó mập thù lù á, thì cái câu chuyện về cân nặng của em á, đến ngày hôm nay hai mẹ con đã có thể hòa hợp được với nhau hay không? Mẹ có còn phàn nàn về cân nặng của em nữa mẹ không? Mẹ là người phá nát cái công trình giảm cân của em. Lý do? Được khoảng mấy ngày thôi là bắt đầu có kết quả rồi, là ngày hôm đó là mua lẩu, mua đồ ăn. Em nói thiệt với chị là nhà mà 5 người là mẹ mua phần ăn đâu tầm 7-8 người đó. Trời ơi trời. Mà mẹ nấu đồ ăn rất là ngon. Rồi bây giờ có nói với mẹ con mà mập thù lù là mẹ đứng lên án mẹ, nha. Mẹ thì không có la đâu, tối ngày mẹ nói em mẹ ốm lòi hai câu lỗ tai. Trời ơi, rồi thôi trả cái câu chuyện về bên kia đó. Trinh cũng giỏi giảm ăn lắm. Nhưng mà nhà làm đồ bén không sao giảm nổi. Mình phải tập nó ở trong nhà nó nhanh nhẹn hơn chút, là lý do còn con nữa. Ông chồng thì hay đi trực, nó có giờ có ca, tại làm bảo vệ bến tàu xe đó. Rồi cái gì cũng về lê thấy tội nghiệp nó, cho nó có khoảng thời gian nó nghỉ ngơi. Có bao giờ con dâu là cãi trước mặt mình không? Không có đâu. Không có cãi luôn? Không dám ho luôn. Không biết làm sao có ho không, cái lần trước không có dám ho. Vậy mà nãy lúc đầu cô dâu nó cô dữ lắm. Dữ à? Nó dữ hả? Dữ. Mặt đẹp mà phải dữ chứ. Rồi, mời cô ra. Con dâu về đây nào? Về nhà nào? Về nhà thôi. Bỏ nhà về đi nhà nãy giờ con. Rồi chồng con nói là bây giờ chỉ có nước mà con không ở gần mẹ con mới xuống được nữa. Nó mất nước cũng được dễ thương, nhưng mà nhiều khi nó bự quá đó, đi lại nó không tốt sức khỏe. Nói chung là một cái việc nó hơi mắc cười là con làm bên công ty, con là con đào tạo bên mảng giảm cân, là con đào tạo chuyên về sản phẩm, và con có thể giúp rất là nhiều người giảm được cân, nhưng con không có giảm được. Mỗi lần mà con đào tạo cho công ty, mẹ chồng con nói đó, tới giờ rồi đó, tới giờ lên dạy người ta giảm cân rồi đó, rồi ai cũng giảm hết trơn, còn mình mập thù lù. À, con dâu cũng hài hước và mẹ chồng cũng hài hước luôn. Một cái bí quyết gì mà để cái tình cảm với mẹ chồng và dâu đó nó phù hợp với nhau mà không bao giờ có một cái mâu thuẫn gì theo con? Do là con đọc sách nhiều và con thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, tức là ngày nào con cũng gọi tên mẹ chồng con chứ. Cứ mỗi sáng là con biết ơn mẹ chồng con biết ơn ba mẹ con biết ơn chồng con. Và những lần mà mẹ vô phòng con ẵm con ra, con thật sự con rất là sợ mẹ nhìn vô cái bàn làm việc của con. Tại vì trong cuốn sách con ngày nào con cũng ghi hết trơn á. Con ghi là mỗi sáng là con ghi là con biết ơn mẹ chồng con biết ơn mẹ con biết ơn mẹ con mỗi ngày. Và con sợ mẹ con đọc được, mẹ nói khùng thôi chứ không. Dễ thương, có một cái câu chuyện rất là hay nha. Rất là thích cái câu là biết ơn. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta hay bị quên cái điều đó lắm. Biết ơn đó là cái để mà chúng ta nhìn thấy được những gì mà người khác dành cho mình. Dạ đúng rồi. Chị nghĩ mà để mà em có được cái suy nghĩ đó, có lẽ là do từ cái sự thiếu thốn, cái tình cảm của chính gia đình dạ, của đúng em rồi. Cho nên bây giờ em được bù đắp, em cảm thấy em rất là trân trọng cái điều đó. Thường thì em cũng nói với chồng em câu là 28 năm cuộc đời em làm gì cũng sai vậy. Chỉ có về làm dâu của mẹ, cưới anh là đúng rồi. Hôm nay con muốn nói gì mẹ chồng con không? Nói chung là con thì tính con hay cảm xúc lắm. Thường thì con không có thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng mà thật sự là con biết ơn mẹ rất là nhiều. Từ cái ngày con về con làm dâu mẹ á, con cảm thấy là bản thân con tích cực hơn và rất là khác. Thậm chí là khi mà con về nhà mẹ, những người bạn con cũ của con á, nhìn lại con á, thì người ta nhìn không ra con nữa. Người ta nói là chắc mẹ chồng dữ quá cho nên con hiền. Cho nên con về làm dâu tự nhiên con hiền nghe. Trước đó là con cũng do đi nhậu này kia, bạn bè tụ tập rất là nhiều. Nhưng mà về làm dâu mẹ là con bỏ luôn. Những cái gì muốn nói thì nói với mẹ. Con nghĩ là mấy cái đó thì trước giờ con chưa bao giờ con nói với á. Và chắc là mẹ cũng biết là con thương mẹ rất là nhiều. Tại vì cái thật sự á, cái việc mà con dâu đi đẻ mà mẹ chồng nuôi á, là cái việc đó nó ấn tượng với con tới bây giờ luôn. Tại con mổ, mẹ con thì cũng đi nuôi và mẹ chồng cũng đi nuôi, mà chiều con ở Hà Tiên đi lên Kiên Giang thì đi xe là 2 tiếng là con lên trước rồi, mẹ con đi làm 4 giờ mới về. 5 giờ sáng con vô phòng mổ, mẹ con lại từ Gạch Giá bắt xe về đi làm. Đi làm xong rồi chiều 4 giờ về lại bắt xe lên đi nuôi bệnh con tiếp. Thương quá. Hôm nay chị cũng nói gì với con dâu của mình không? Quá thương, con không biết nói gì.
tuyệt vời quá, hai mẹ con dễ thương, hài hước nữa ha. Ai, bây giờ thì chúng ta sẽ xem một cái món quà bất ngờ. Đúng rồi. À, xin chào tất cả mọi người. Chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Em tên là Trương Trọng Lê. Em là chồng của Trinh. Do tính chất đặc thù của công việc cho nên không thể cùng mẹ và vợ đi tham gia ghi hình chương trình được. Em bí mật làm một cái đoạn clip này để gửi tặng đến mẹ và vợ. Hy vọng là hai người sau đoạn clip này sẽ hiểu nhau hơn. Lúc mới thời điểm đầu á, vợ em có nhiều cái để cho mẹ em phải như không thích á, có nhiều khi là làm mẹ em buồn nữa, nhưng mà em cũng không có muốn nói ra luôn ngay thời điểm đó, càng nói gì giống như là càng châm thêm nhọn vô lửa vậy đó. Em chỉ cố gắng là hòa giải thêm đẹp nhất có thể thôi. Trước tiên nói về vợ em á, lúc mới cưới ra thì có nhiều tật xấu lắm, kể hết chương trình cũng chưa kể hết nữa. Vợ em quá tập trung vào cái điện thoại. Công việc của vợ em hiện tại thì đang làm bán hàng online. Rồi mẹ em nhiều khi kêu làm này làm kia cái cũng không nhớ quên đầu về mẹ em dặn, nhưng mà sau này cũng khắc phục dần được. Cái thằng xấu này là cái thằng xấu quan trọng nha, cái thằng xấu nhiều điều để nói nhé. Ok, tối ngủ trễ quá sáng thức thật nổi, thức nổi cái mẹ em làm hết rồi mẹ em dặn, thời gian sau cũng thay đổi được. Em cũng rất là mừng, cũng biết suy nghĩ nghe cái lời nói của em. Còn nói về mẹ em thì mẹ cũng có nhiều cái điểm bất tương đồng với vợ em lắm, và mẹ không thích, nhưng mà mẹ không thích vợ em. Nhưng sau nhiều từng cái thay đổi nhỏ và tâm sự của em với mẹ em thì mẹ em bắt đầu có cái nhìn thay đổi về vợ em. Con hy vọng mẹ sau khi nghe được những điều này á, mẹ sẽ thông cảm và bỏ qua hết những cái khuyết điểm đó, và mẹ sẽ vẫn quan tâm tới vợ con, vẫn chỉ dạy bảo và xem vợ con giống như là con ruột, giống như con vậy đó. Hai vợ chồng con chỉ mong có nhiều đó thôi. Sau cùng á, thì con muốn gửi lời chúc cho hai người luôn luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và luôn yêu thương nhau. Em xin được phép gửi tặng cho vợ em một đoạn nhỏ trong một bài hát mà em nghĩ là vợ em sẽ rất là thích. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Hạnh phúc quá con hả? Cười mà nước mắt rơi rơi ha. Hay quá, chồng con rất là tình cảm luôn đó. Chỉ bằng một cái câu hát thôi mà nó đem đến cho vợ rất là nhiều cái động lực nữa. Con cảm xúc gì về cái đoạn clip vừa rồi? Hôm trước là cũng có nói hỏi anh bên chương trình có ai gọi cho anh hay là gì không? Không có đâu. Nhưng mà chồng con là mình ở với nhau lâu mà mình biết là chồng mình không bao giờ giấu được cái gì hết trơn. Người có cái là giả bộ làm lơ thôi. Con biết là trước giờ là chồng con thương con nhiều, bởi vì nhiều khi làm mình ỷ lại á. Nhưng mà sau này hứa là sẽ khắc phục bớt, tập trung lo cho gia đình nhiều hơn, sẽ cân bằng giữa công việc và gia đình. Nếu con dâu nói như vậy thì quá là ok. Hồi nãy Trinh có nói với con là rất là mong cô không đi làm nữa. Bây giờ là tới tuổi cô phải hưởng thụ rồi, chơi với cháu chơi chứ không phải là ở nhà để chăm cháu. Con là máu, cháu là muỗng, mà muỗng nó phải đau thôi. Thì quá. Nãy cô cũng nói mong muốn con dâu là siêng năng chút xíu. Rửa chén nha. Rửa chén liền chứ không phải là không rửa, nhưng mà sẽ rửa liền sau khi ăn. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho gia đình. Tặng súp gà mập nữa. Công việc mệt quá mà không có kỹ. Em kỹ, chồng cũng không kỹ nữa, trời chắc chết quá. Khi con gà dâu kỹ quá cũng khó chịu không cô? Kỹ quá thì mình thấy cũng khó chịu. Bài đó cái nó lợi nó dọn á, mình thấy cũng hơi khó chịu đó. Mình làm chưa rồi lại dọn. Có chờ mình làm xong hết rồi anh dọn một lần vậy mà. Ta dọn kiểu dằn mà. Anh ấy đừng có bài nữa đó. Không biết nó dọn có dằn mặt không. Có. Chị làm dâu má má dễ lắm, dạ. Chị khó. Chị khó không má? Để khi nào cần nhằn má không? Cần lén không à anh ơi, lén nói cho chồng nghe. Trời ơi, tôi mét chồng á. Mét chồng, nói giờ trời ơi, công việc mệt quá mà không có kỹ. Em kỹ, chồng cũng không kỹ nữa, trời chắc chết quá. Chị có biết là mẹ chồng chị là sợ chị về không nấu cơm không? Không, giờ mới khai ra chứ. Trời ơi, giấu hai mấy năm rồi. Công an là với Tiền Giang hát cái lương hay lắm á. Miền Tây mà. Em thì em tại vì cái gen ba em đờn cổ,
Cái điều kiện của em hồi xưa không có. Phải có như giờ chắc có thể em làm nghệ sĩ. Trời, có là nổi tiếng rồi đó. Đâu là thử cầu rồi. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thờ, tiếng sao bị thương nức nở giữa đêm trường. Trời ơi, cái này mà trời mưa hát ở dưới miền Tây mà trời mưa mà ngồi mai mà hát chỗ này buồn rụng rúng luôn á. Má coi phim tối ngày, còn em ngồi mai em nghe. Hai mẹ con hợp cái điều gì nhất? Hợp nấu ăn. Nấu ăn nó lúc đầu về nó cũng không có biết nấu gì hết á. Sao mình nấu rồi nó coi lén chứ nó cũng không có hỏi, nó nhìn lén không à. Rồi nó học được, nó nấu, bây giờ nó nấu còn ngon hơn mình nấu nữa. Nhất là làm bánh ít bánh tét á. Nó thấy làm bánh ít bánh tét giờ nó làm được hết. Gói bánh ít bánh tét cũng ngon, nó khéo lắm. Nó lẹ làng nữa. Nhiều khi con gà dâu kỹ quá cũng khó chịu không cô? Kỹ quá, mình thấy cũng khó chịu. Mình bày ra cái nó lợi nó dọn á, mình thấy cũng hơi khó chịu đó. Mình bày nó dọn mình vui chứ. Má ngược lại vậy anh. À gì à? Dạ. Dọn liền. Dọn liền luôn vậy hả? Nó dọn liền. Nhiều quá mình để đâu á, mình đâu có dọn mình nổi đâu. Thí dụ mình làm rồi hết nó dọn không nói, mình làm chưa rồi lại dọn. Có trời mình làm xong hết rồi anh dọn một lần vậy mà. Ta dọn kiểu dằn mặt mà. Anh ấy đừng có bài nữa. Không biết nó dọn có dằn mặt không? Có dằn mặt chứ, nhiều khi bực mình. Không dọn liền không có dằn. Cái gì nhiễu ở bếp rồi nó lại cái lấy đồ lao quẹt quẹt nó dọn rồi. Dằn mặt chứ còn gì nữa. Còn mà lao nhà anh Quyền Linh biết ha. Trời ơi lao nhà làm gì? Bỏ tiền tỷ ra các nhà rồi phải làm nô lệ nữa hả? Không thẳng để vài ngày mới lao chứ không có cho lao mỗi ngày. Sao gặp mẹ chồng thì dễ quá hả? Thường mẹ chồng khó bắt lao rồi là dạ, mệt hơn rồi. Cái đó không có bắt buộc nó làm. Nó ăn chén nó chồng rồi tới ngày mai nó rửa mà nó chồng dung trùng vậy cũng không nói luôn. Nó chừng nào rửa kệ. Em á thì nhiều khi cũng tổ chức rồi hát ca rồi. Nhiều khi uống vài lon bia xỉn á. Cái để chén đó, má cứ để đó, mai con rửa nha, má đừng rửa. Thì để nguyên vậy đó. Nó hát cái văn nghệ đã rồi nó nhậu rồi thôi nó bỏ. Một đống chén ghê luôn, rác nó dọn. Cũng kệ luôn, không thèm la gì hết. Ngon dọn để luôn. Để luôn. Để đó, mày để tự làm tự dọn đi ha. Rồi sáng nó dọn rồi. Giờ nó nhậu sai rồi còn gì nó dọn. Rồi nó tụ tập hoài sợ không cô? Thì kệ nó tụ tập thì nó dọn nó làm. Trời, có làm. Lúc mà em nghĩ má nói sao tụi bay không rủ nó nhậu gì cho nó hát ra nghe. Nói chung cũng có cái hợp, cũng có cái không hợp thì em kỹ thì má không có kỹ là cũng cái đó là cũng không hợp rồi. Nhưng mà tánh em thì cũng nói thẳng, tánh má cũng nói thẳng luôn. Nhiều khi thẳng quá nó cũng hơi căng. Có khi nào thẳng quá nó căng thiệt có, không? Có, cũng có chứ anh. Những lúc căng vậy thì sao? Căng rồi cái một chút hết à. Ai nhường ai trước? Thì em, con dâu em phải nhường chứ. Bữa đó tính cho chồng nó thấy cực khổ, cho nó đi du lịch với người ta, công ty đó cho đi. Nhường cho chồng đi mà nó không có cho đi. Nhỏ tối về sửa soạn đi, mới tính sang xuống chửi. Tính chửi ngày lần mà chửi đã rồi nó không trả lời thôi, chửi có mấy câu thôi chị. Thấy chưa, mai mốt còn lấy chồng á, mà mẹ chồng chửi á, im. Im luôn. Đây cũng kinh nghiệm hay cho những cô về làm dâu nha. Kệ cứ bơ bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra, xong hồi ta mệt ta về à. Đúng không cô? Có khi nào chị xung đột nói lại với mẹ chồng không? Ví dụ như vậy đi, em nói anh vậy, nhà có đám giỗ. Ví dụ má thì muốn làm bánh tét đi, em nói ngày xưa con còn trẻ, con khỏe, con làm nổi chứ giờ con không có làm nổi. Giờ dù cho có ngon cỡ nào nữa, con đặt người ta làm chứ con không có làm. Cực quá hả chị? Cực lắm. Dạ. Con lo nấu ăn à. Tại ví dụ nhà em đám mười mấy mâm là em với bà chị dâu nấu hết à. Giỏi vậy ta? Hai dâu làm không truyền nghề lại giờ quên hết rồi. Chị có tức không cô? Nhắm mình làm không nổi thôi chịu thua nó chứ giờ sao vậy? À, giữa cái chuyện mà nuôi con nuôi cháu gì đó, rồi nó có hợp với nhau không? Nuôi con thì má dễ nhưng mà tánh vô tư lắm. Em nuôi con em hai đứa, gái em á. Lớn ở chỗ nghe lớn quá vậy? Học đại học năm 2 rồi. Ví dụ chăm con cho ăn cho uống đồ thì cũng theo khoa học theo thời buổi giờ má rất là thoáng cái đó. Nhưng mà có cái là giữ giữ con rồi
má chị tại chị mất mai má giữ giữ giùm đi thì giờ tắm rửa sẵn là cho ăn rồi nha, chỉ giữ thôi chứ không cho ăn nha, ghét cho ăn lắm. Ghét. Cho ăn khó lắm. Khóc, nó khóc phải không bác? Nó khó lắm, nó thấy nó cho ăn nó bóp miệng không à. Ai cho ăn bóp miệng? Mẹ nó chứ ăn. Nó không có ăn. Hồi nhỏ, hồi kiểu như mới có mười mấy tháng chị cho ăn nó phun ra không rồi thì nhét nó vậy đó. Dạ. Kém ăn lắm. Ép tội nghiệp nó vậy hả? Nó làm chỉ làm miệng nó đút ăn cho vô bụng được thôi. Thôi. Có lúc nào cô buồn con dâu mà cô không nói được, cô đóng cửa lại suy nghĩ mình không cô? Có nói mà nó không nghe. Cũng nó nói chuyện với chồng nó hoặc là con nó nói không có êm thấm vậy, cũng kiểu như mà nó nói sổng sảng vậy đó. Rỗng rãng vậy đó. Nghe nói là sợ rỗng rãng nhưng có rầy nó, nhưng mà nó đâu bỏ tật nó. Tại vì em ghét nó nhỏ lắm. Hỏi gì ví dụ anh nói gì đi. Hỏi anh nói cái gì? Nói miệng không à, mà nhậu ra nó lớn em ghét. Cho nên em tại sao mà nhậu nói chi lớn dữ, bình thường nói nhỏ không nghe. Cho nên là em nóng cự vậy thôi chứ cũng không có gì. Ví dụ mình dọn cơm lên đi, muốn hết cả gia đình vợ chồng con cái rồi ăn. Dọn lên rồi em ăn đã rồi, ông vẫn còn nằm đó ông coi phim. Thì tất nhiên anh phải nóng chứ sao. Chứ không phải là em không biết cách xử sự. Ủa vậy là anh ở nhà cũng coi phim nhiều lắm hả chị? Coi. Rồi nói hỏi mấy tiếng không nghe, cho nên nhiều khi má hiểu lầm đó. Con hỏi ảnh 2-3 tiếng anh không trả lời, cho nên anh hỏi lại con nóng cự luôn. Chứ không phải là con cự vậy. Phải có nguyên nhân đó cô. Có lý do chứ chị. Cự con nó. Chị cũng người hiểu biết chứ chị đâu có vậy. Nó cự con nó nói mềm mỏng. Lì nói không nghe. Cự con luôn á hả? Con nó cự hoài luôn, cự lớn. Ví dụ em dọn rồi, dọn bàn rồi này kia cái chỗ nó học đi, rồi nó giục tùm lum hết, em mới nói mẹ đã dọn vậy thì con lấy đâu con để đó, tại sao con làm vậy? Thì tất nhiên em la vậy thôi, má không có kỹ, má nghe em nói vậy thì má không có thích. Nếu như mà em im luôn thì nó dơ luôn vậy đó. Nhưng mà em có nghĩ rằng khi mà mình nói trước mặt lớn tiếng với người cao tuổi đó, rồi họ cũng buồn, họ giận. Em nghĩ má coi phim má không nghe, sao nghe hay ghê. Tại vì nói nghe hết đó chưa. Bác coi phim nhiều quá rồi chị phàn nàn không? Trời ơi, coi luôn chắc tối luôn. Tối mà đi ngủ rồi coi tới sáng vẫn là còn coi một ngày luôn. Đó hả? Coi một ngày rồi đêm nữa. Trời ơi. Vậy đó. Coi ngày mà 8 tiếng có khi coi tới hết 6 tiếng rồi. Trời ơi, ngày 8 tiếng là coi 6 tiếng là 7 tiếng luôn nữa, chỉ nghỉ 1 tiếng đi chơi thôi. Nhưng mà coi tivi nhiều quá cũng không có tốt cho mắt đâu á bác. Vậy. Buồn cứ coi chứ không biết làm gì giờ. Mà sao không có niềm vui nào con dâu tạo niềm vui khác cho mẹ chồng chứ? Thì nó lo nó mai cặt cặt tối ngày nữa. Có nói coi phim còn rủ em coi nữa nè là Hạnh ơi lại coi nữa này hay lắm nè. Trời ơi, đang mai đâu coi trời. Mai rủ coi phim nữa. Rủ nó coi, nó không coi mình coi chứ sao. Mà em á là em không có thích phim nhét, em cũng không có vô nữa. Có mai quần áo cho mẹ chồng mặc không? Có áo dài nè em mai nè. Wow. Dữ ha. Vậy ngon rồi. Có con dâu mai quần áo mặc bỏ đi mua rồi. Thì thích rồi. Thích nghe rồi. Nói thợ mai thích rồi nhưng mà sợ nấu cơm cho nó ăn xong. Rồi bây giờ để xem coi chồng của chị có cái mong muốn thế nào ha. Mong rằng sau chương trình này thì tình cảm giữa mẹ và vợ sẽ thật là tốt đẹp. Mặc dù trong cuộc sống thì nó cũng có những lúc không vừa lòng với nhau, nhưng mong rằng có gì đó thì giữa mẹ và vợ sẽ thông cảm cho nhau, sẽ để cái tình cảm giữa hai người nó ngày càng khăng khít hơn. Có điều gì mà giữa hai mẹ con chưa có khăng khít không bác? Thì nãy giờ cũng nói là nó nói cái tật nó nói vậy đó là cũng hơi buồn trong bụng. Là nó không có nói mềm mỏng với con mình. Mỗi con có nói nhỏ lại, nói lén, nói nhỏ lại, không nói lớn nữa. Rồi con nó nữa, con nó ngày nào nó cũng sạc hết trơn. Qua 22 năm làm dâu như vậy thì có mong muốn điều gì với mẹ mình không? Cái tánh má cũng nói thẳng, mà nhiều khi thẳng quá em cũng đau vậy. Giận em chuyện gì nói tạc luôn à, chứ con gái nói nhỏ nhẹ lắm. Cũng buồn chứ. Gái mình nói sợ nó buồn.
Còn dâu thì mình biết nó không có buồn đâu. Má ngược lại anh thấy không? Rồi cảm ơn cô với lại chị Hạnh đến đây. Có hai cái điều khúc mắc mà bây giờ Quỳnh Linh nghĩ rằng là con dâu hứa trước đi, mai mốt mình nói chuyện với chồng với con cái nhẹ nhàng dịu dàng chút xíu. Điều thứ hai là mẹ chồng cũng đừng nói thẳng quá trước mặt mọi người, đôi khi cũng gây buồn lòng với con dâu. Con rút kinh nghiệm lại, con sẽ nhỏ nhẹ hơn. Từ nay thì nếu mà thấy con sửa chữa thì cho mẹ con mình nó thông cảm hơn. Con nói thẳng với con dâu nữa không? Thì phải nói thẳng chứ. Nói quá cũng đau chứ. Dạ đó. Nói thẳng quá cũng đau quá cô đó. Phải thẳng với hai đứa luôn, không đau. Đó, cho nó đều. Cặp mẹ chồng nàng dâu dễ thương nè. Cô Linh xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe. Chúc cho gia đình hạnh phúc mãi mãi. Sau này hỏi lại là mới biết ông để ý con dâu cô đó, người ông cưới cho con trai ổng. Trời. Hỏi đúng người quá. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Xin mời. Chào cô. Rồi bây giờ ta có thể giới thiệu về mình. Chào em MC Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả. Mình tên là Phạm Thị Liên. Năm nay 62 tuổi, làm nội trợ. 62 tuổi trẻ quá nha. Dạ. Rồi đây là con dâu cưng của mình. Dâu cưng là dâu thứ mấy hả cô hả? Có một duy nhất. Wow. Dạ chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả. Tên là Nguyễn Thị Huyền Trang. Thì năm nay em 29 tuổi. Thì nghề nghiệp của em là hiện tại là em đang làm ở ủy ban phường. Năm nay thì em làm dâu của mẹ thì mới có 9 năm à. Ủa. 9 năm, số đẹp quá ha. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình lúc mà chưa về làm dâu á, thì cô có ấn tượng gì không? Nói chung là cô tự đi tìm, chứ con trai cô là nó không có dẫn bạn gái gì nó giới thiệu. Cô ở trên này nhưng mà cái gốc cô ở dưới quê á, ở miền Tây. Cho nên có mấy bà chị giới thiệu là ở đây có bé dễ thương lắm, hiền. Cho nên là cô với con trai cô đi về dưới. Ở đâu cô? Ở Vĩnh Long, giáp với Trà Vinh. Dạ. Nói chung là Trà Vinh đó. Nhưng mà con dâu nó còn nhỏ quá, nó đang học 12. Dạ. Cái cho nên cũng không dám mà đi lỡ con mắt nữa. Cái gặp cái anh hàng xóm gần nhà con dâu nè, cái nhờ ảnh là đi ngang đó coi có cái nhà này có chủ nhà nhà không. Đặng mình đi vô á, sợ ở quê mà người ta hay đi làm vườn, người ta đóng cửa rồi lại đó. Cái nhà cái ông đó mình nhờ cái ông đi về cái ông nín thình. Sau này hỏi lại là mới biết ông để ý con dâu cô đó, nữa ông cưới cho con trai ông. Trời. Hỏi đúng người quá. Làm mẹ với chồng cứ ngồi chờ cả ngày đó nha. Cái cô ở cũng chỗ nhà mình ngồi quán nước đó, cái cô tội nghiệp không, cái nhà đó tôi quen, để tôi dẫn chị đi đó, cái mới nhờ cô dẫn vô giùm. Vô cái thánh thấy cũng còn nít lắm. Ở dưới nhà miền Tây thì hai bên có hai cái bộ dáng gì nè, cái có cái bàn chính giữa. Cô vô cô ngồi với dáng này, còn hai đứa nằm lăn lóc bên kia coi tivi tỉnh queo không có nghĩ gì hết trơn á. Nhưng mà cái cô mà giới thiệu đó gặp cái nó dễ thương mà thiệt, gặp cũng dễ thương thiệt, có cảm tình liền cô hả? Có cảm tình liền. Dạ. Ủa lúc đó là làm mai hai bên chưa biết gì nhau luôn á hả? Chưa biết gì nhau hết. Cái lúc đó chị ấn tượng gì về mẹ chồng tương lai không? Dạ lúc đó thì không có ấn tượng gì, tại mình đâu có biết để mình nhìn hay là để ý gì đâu. Thì lúc đó cứ nghĩ khách tới nhà thì cứ để người lớn tiếp, thì mình cứ thoải mái bên nằm kia. Nằm coi TV hả? Không biết đi coi mắt cho mình luôn hả? Dạ không. Trời ở ơi. Nhà đâu ai biết đâu. Rồi xong rồi cái ngày hôm sau thì cái cô đó cũng mới nói với mẹ, nói hôm qua là tôi dẫn cái cô đó đó là tới coi mắt con gái chị á. Thì lúc đó là mới biết, thì nói lúc đó thì có chồng với mẹ đi nữa, thì cứ nghĩ là anh chồng là anh sẽ ôm chở hai cái cô này đi không à. Đâu có biết đâu. Lần thứ hai thì mới biết. Nhưng mà cũng ngây thơ lắm.
xuống nó đang làm gì, nằm coi tivi nữa hả? Không, lần này thì bưng nước rồi ra. Lần này người ta biết rồi, người ta có chuẩn bị chứ. Bưng nước rồi ra, ở nhà cũng cam á, trồng cam rồi nhiều á, cái làm cam cái bưng nước ra. Cái cô mà vẫn đi đó, cô mới nói cái kiểu cô nói làm nước kỳ này hơi lợt lạc nha, kỳ sau nhớ làm hơi ngọt ngào hơn. Tức là cái ý cô nói là kỳ sau là phải có tình cảm hơn cái nha. Cái chị nghe chị không hiểu, cái chị đi vô chị quậy một ly nước đường, chị đem ra ghế vậy chế thêm, đâu có biết. Nói không ngọt cái tưởng đâu là thiếu đường. Nhưng mà cô có biết rằng con dâu tương lai cô cũng mới học lớp 12 không, đi hỏi chi sớm vậy? Trời ơi, có cô chị cũng dễ thương lắm. Người ta giới thiệu, người ta nói đàng hoàng, có cô chị cũng dễ thương lắm. Nhưng mà học mới vừa hết 12 cái thì đã gả rồi, cho nên phải canh. Sợ gả luôn. Sợ gả nữa. Trời ơi, tới canh trước ha, đặt chỗ ha. Đặt chỗ trước. Bây giờ chừng nào mới cưới? Tức là cứ rồi. Sau đó. Sau là học hết 12. Cái mới cưới. Nói chung là bên bà ngoại, bên thông gia người ta cũng không đồng ý. Mình thích rồi mình cũng phải thuyết phục. Ủa sao mà không đồng ý cô? Thì chưa học đại học mà. Dạ. Lúc đó em đang đi học. Có nhỏ rồi nó biết gì đâu cưới. Xong mình nói thôi chị cứ gả đi, mình hứa về trên này là có điều kiện hơn, mình sẽ cho cháu đi học đại học. Rồi cuối cùng lấy sau có cho đi học đại học không? Có 5 năm. Hay nhà cưới về bắt đầu cho đi học đại học. Cái này hay rồi nha. Hai mẹ chồng nàng dâu về ở chung với nhau có hợp nhau nhiều không? Dạ hợp thì hợp nhiều lắm. Ăn uống thì mẹ cũng dân miền Tây nên về thì hai mẹ con ăn uống cũng hợp. Rồi mua sắm này kia đồ thì thường thường đi mua sắm thì cũng rủ mẹ đi mua sắm. Nhưng mà mẹ tiết kiệm lắm. Đi tới lựa coi giá. Thôi mắc quá mẹ không mua đâu. Thôi về nha con. Rồi vậy là về. 9 năm qua thì có những cái mâu thuẫn nào mà mình cảm giác là nó chưa có hợp nhau giữa hai mẹ con không? Dạ cũng có. Thì đôi lúc thì cũng như là trong chăm con. Thì cái lúc em có bầu á, thì em thì không có thích ăn đồ biển. Nhưng mà lúc đó thì cứ mỗi tuần là cứ mẹ cứ mua đồ biển về. Ăn đi con. Mình thì mình ngán quá, mà mình không có biết từ chối làm sao. Mà tới bây giờ mà em thấy đồ biển là em dị ứng luôn á. Nói đồ biển không thì cũng không đúng. Cho ăn mà cua rồi đó, nghiêu rồi đó, rằng cho có chất dôi. Nhưng mà năn nỉ ghí sao mới chịu ăn. Trời ơi, có mẹ chồng dễ sướng quá. Rồi lúc bé lớn thì bây giờ thì bé em ăn được lắm. Thì em thì giống như là muốn cho bé kiêng vậy đó. Còn mẹ thì mẹ cứ tự do. Mẹ nói bây giờ nó muốn ăn nhiều thì cứ cho nó ăn đi, cứ cấm nó tội nghiệp nó lắm. Thì mình thì mình cứ sợ nó béo phì không à. Nên cái đó thì cũng không hợp lắm. Rồi mua sắm đồ cho con. Thì mình thì mình nghĩ nít mà cứ mua cho nó mặc vừa cho nó đẹp. Còn mẹ thì mẹ nói nít nó mau lớn lắm. Thì mua vậy rồi cỡ tháng hay gì xong rồi cái bỏ rồi. Trời ơi, tốn công tốn của lắm. Có khi nào cô giận chị chuyện gì không? Dạ em nhớ có một lần đó mới về thì cũng làm cho cả nhà nói chung là một phen khiếp vía. Lúc đó thì về thì mẹ cũng cho đi học, thì cái trường cũng gần nhà thôi, đi cũng khoảng 10 phút thôi. Thì mấy tuần đầu á thì là cha đưa đi, thì tại lúc chồng đi làm nên không có đưa được, thì là ông nội đưa đi là cũng như là cha. Xong rồi cái là mấy tuần thì cũng quen rồi, cái mấy tự đi. Đi xong cái bữa đó thì cũng đi học. Học xong rồi cái thầy cho về sớm. Thì cứ nghĩ là về sớm nên cứ ở lại giống như là tám với bạn bè một xíu vậy đó. Thì cứ nói rồi cứ quên giờ. Ở nhà thì cứ canh tới cái giờ đó là thì con dâu sẽ về. Mà cứ trời sao trễ đâu, có tiếng máy rồi mà không thấy đâu. Thì ở nhà cứ sốt ruột quá. Thì tá quả lên đi tìm. Mà lại trường hỏi á, thì nói là cái lớp này á thì người ta cho về lâu rồi. Ôi trời ơi, lúc đó lại càng sợ nữa. Cha cứ chạy đi ngoài đường á, hỏi ơi nãy giờ ở đây có xảy ra tai nạn gì không. Thì lúc đó thì mình tính quen mình đâu biết gì đâu. Cái lúc đó mình về tới, sao thấy ở nhà căng thẳng quá. Cái ra mẹ mới hỏi là sao giờ này con mới về, nãy giờ ở nhà cũng như cha đi tìm rồi đó.
Thì lúc đó mình quýnh quá rồi, mình cũng sợ quá rồi. Cái mình cứ nói là bữa nay ở trường con là cũng như thầy cho học thêm tiết. Đến thời gian nó dài ra mà cái cha nói hồi nãy cha lại trường cha hỏi rồi, thầy nói là cái lớp con về lâu rồi. Cái lúc đó mình đơ luôn, mình không biết nói gì luôn. Lúc đó giận á, cũng giận dữ lắm, là sợ mới lên thành phố mà đi lạc hay là có chuyện gì. Dễ thương quá ha, cha chồng cái đưa con dâu đi học ha, xong cái đó con dâu về rồi dễ thương hay sao vậy đó. Nhưng mà cô lấy cho con lấy con dâu sớm quá đó, rồi nó còn nít quá rồi nó cũng chắc cũng đâu có lo chuyện gì gia đình. Cái này về chăm phải cực á. Chăm phải cực á, chăm như là phải chăm gần như em bé vậy đó. Chăm dâu như em bé đó. Kén ăn lắm. Sáng phải hỏi con dâu ăn cái gì, hay là đi chợ cái hỏi con dâu thích ăn gì mua về. Kén ăn ấm nhấm nhách hả. Nhưng mà nó còn nhỏ, nó không có quan tâm đến chuyện chăm sóc gia đình này. Đúng kia rồi. Lúc mình có buồn không con? Cũng có buồn nhưng mà thôi kệ. Cái nói chung là vì thương con, mình cứ nghĩ thôi, con người ta còn nhỏ quá. Mà vừa học xong cái mình đã cưới về nhà mình rồi, thôi kệ, chịu khó chút, thông cảm cho nó. Thấy nó làm chuyện nhà lau chùi đồ á, nhà cửa rồi mình thấy cũng tội nghiệp. Tại vì ở nhà mình cái kiểu mình không có làm gì đó, thì mình làm cho nó xong. Cái chia phần, chia thôi con lau trong buồng hay trong phòng gì đi, mẹ lau phòng khách cho. Thành thói quen luôn tới giờ. Người ta nói là dạ dâu khỏi ban sơ mới về đó mà không có dạy là coi như vợ quen rồi. Thành quen là chỉ nó làm ở đâu nó làm ở đó, quen luôn. Thường á là tuổi trẻ nó cũng hay nông nổi lắm, có bao giờ mà nó giận về quê luôn không con? Có, đi về quê á còn cực cái này nữa. Mỗi lần đi về quê thăm mẹ á, đây là phải đưa đi về dưới rồi cho ở chơi mấy bữa, phải xuống nước về. Có bao giờ em giận em về mình không? Cũng có luôn. Em đi về mình nữa. Nó con giận đó, con giận rồi con không muốn về nữa, đi giận. Về mình. Chị giận ai? Chị giận ai cô? Ông xã. Dạ giận ông xã. Nhưng mà chị giận vậy rồi chị có nghĩ tới cảm nhận của má không? Thì bỏ đi về quê, về nhà mẹ ruột như vậy thì tội nghiệp mẹ chồng quá. Thì lúc đó mình cũng giận quá rồi, mình không có suy nghĩ nhiều nữa. Dạ. Cứ nghĩ là đi cho bỏ ghét vậy. Này dắt ghen nè. Đúng không chị? Lúc đó thì cũng hai vợ chồng cũng đi làm, thì thời gian gặp nhau thì cũng ít. Chỉ gặp nhau buổi tối thôi. Còn ảnh thì kiểu như ảnh nhậu nhiều, nên ảnh cứ đi suốt vậy à. Về nhiều khi tới khuya ảnh mới về. Rồi cái mình cũng bực, mình khuyên hoài thì ảnh không có chịu nghe. Rồi cái nên mới giận lên thì cứ xách đi vậy đó. Nhưng mà lúc những cái chuyện đó chị có tâm sự với mẹ mình không? Dạ cũng có, thì thường thường cũng có nói với mẹ, thì mẹ cũng khuyên. Nói thì công việc nó vậy đó, thì cũng như là thông cảm cho chồng vậy đó. Dâm cái đó cũng vậy, cũng khó lắm đó. Phải dạy, chồng con đi quá thì con phải quan tâm chút. Đàn ông mà người ta thích ngọt, cho nên là mình phải ngọt ngào về hỏi anh công chưa, hay là làm ly nước gì ra mời chồng vậy đó. Bây giờ hơi đỡ hơn rồi. Mà tại lúc đó về thấy cái mặt là thấy không có thích rồi, thấy là muốn đuổi ra khỏi nhà rồi. Ôi, có khi nào mà mẹ tao vợ chồng cãi lộn mà mẹ bên con trai không bên mình không? Dạ không. Nói chung em với chồng em đó thì có cãi hay là gì đó thì cũng chiến tranh lạnh thôi, chứ không có kiểu như là hai vợ chồng mà kiểu gây lộn hay là để hàng xóm đâu biết. Nhưng mà thường thì cô đứng về phía ai? Đứng về hai phía, phải hàng xếp. Dạ im xuôi chứ. Nói chung thì cũng có nhiều việc hiểu lầm đó, phải nói phân tích mệt lắm. Đứng ra phân xử mệt là lấy con dâu trẻ quá cũng mệt đúng không? Đúng rồi, dạy cũng mệt. Vừa chăm sóc, vừa dạy dỗ, vừa đưa đón nữa. Như vậy thì qua 9 năm như vậy ở chung nhà thì chắc chắn cũng có những cái điều mà chưa hài lòng lắm. Hôm nay thì em có mong muốn một cái điều gì đó ở mẹ chồng mình không? Thì bây giờ nếu mà có muốn thì mong cho mẹ thì kiểu như mẹ phải giữ gìn sức khỏe hơn, kiểu như là đừng có tham công việc quá, thấy việc gì thì cũng muốn làm. Nhưng mà mình thì mình lớn tuổi rồi, phải giữ sức khỏe thì để mới sống lâu với con với cháu được. Không biết là cô có mong muốn chị thay đổi điều gì đó không cô hả? Thì cũng muốn cho nó coi như là đi làm ở phường khóm nào đó,
ở hội phụ nữ giao tiếp tiếp thu đồ, quen với mấy chị đồ, học hỏi nhiều hơn, coi có cái chiêu nào mà để mình giữ hạnh phúc hả cô hả? Giữ hạnh phúc. Rồi cảm ơn cô với em rất là nhiều. Thôi hôm nay thì có mẹ đó, mẹ nói vậy hứa gì với mẹ chồng đi. Dạ thì con cũng hứa sau này thì con sẽ ngọt ngào hơn, sẽ chiều chồng hơn để mẹ vui lòng. Dạ dạ có thêm em bé nữa. Cái này hơi khó. Dạ có một bé. Một giờ đó, mẹ chồng muốn có em bé nữa thì tính sao? À, dạ cái này để về bàn lại với chồng cái đã. À, cảm ơn cô với em rất nhiều. À, tôi có một kỷ niệm để gửi tặng gia đình. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc nha. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn em. Vấn đề chi tiêu tài chính là không hà, bởi vì nó keo kiệt chúng sờ. Mẹ chồng thì quá hoang. Cô ơi, vậy là cô phải mừng chứ cô. Thì mình mừng, nhưng mà đôi khi á, thằng con mình nó bị o ép vì sao. Từ kể cả những cái nhỏ nhất của phụ nữ cũng là mẹ chồng mua mới hấp dẫn, chứ nó mua là vứt. À, đi theo nó nịnh ông già chồng, chứ nó có lẫn tươi. Ủa sao kỳ vậy? Tại ông già binh quá. Ông già binh dâu lắm. Ông nói là hiện nay ở Hàn Quốc thiếu rất nhiều phụ nữ, và phụ nữ rất được tôn trọng. Ông theo cái nếp sống ở bên đó. Ngày trước thì Hàn Quốc là cái thời tôi đi làm dâu là khó khăn vô cùng, khổ vô cùng luôn, hơn ngoài Bắc mà gia giáo rất là nhiều. Khi mà muốn đi ra ngoài thì phải đứng khoanh tay cúi rạp người xuống thưa mẹ con đi chợ. Sau 10 phút quay đi giật lùi trở ra chứ không được quay lưng mà đi đâu. Như vậy hả? Dạ. Từ ngày tôi làm dâu nay 30 mấy năm nhưng chưa bao giờ ngồi chung cơm với bố chồng, ngoại trừ bố mẹ chồng sang Việt Nam. Ở bên đó là phụ nữ ngồi bàn dưới, đàn ông con trai với chồng là ngồi mâm trên. Nhưng mà lúc mà cô dâu về cô có áp dụng cái đó không hay là thoải mái hơn? Không, mình làm dâu nhiều vất vả quá, đến khi con nó về thì cứ nghĩ nó là con gái thôi. Vì cô có 2 con trai, không có con gái. Nhưng mà có những cái thực ra là nó cũng không được như mình muốn. Bởi vì bây giờ lớp trẻ thì nếu mình làm căng quá đấy, thì nó nghe chồng nó, thằng chồng nó làm căng với mình thì mình mất con. Đôi khi lại phải nhường nó nữa đấy chú ạ. Nhưng mà cho con hỏi tí là ở nhà cô với chị là có điểm nào hợp với nhau không? Có những cái điểm gọi là muốn học cái món này, món nọ, món kia về nấu ăn là hợp nhau. Hoặc vấn đề chi tiêu tài chính là không hợp, bởi vì nó keo kiệt chúng sờ. Mẹ chồng thì quá hoang. Cô ơi, vậy là cô phải mừng chứ cô. Thì mình mừng, nhưng mà đôi khi á, thằng con mình nó bị o ép vì sao. Nhưng mà nó có keo với mẹ chồng không? Không, mẹ chồng mà muốn cái gì thì cũng biết ý vậy lắm. Rồi rồi ăn uống có hợp nhau không? Dạ ăn uống thì mẹ nấu ngon lắm nên không có cái gì. Em nấu nhưng mà toàn mấy món luộc thì em nấu được. Chú biết tôi gọi đó là cái gì không? Gì cô? Dâu ba luộc. Là sao? Là luộc không? Luộc, trứng luộc, gạo luộc. Em thấy còn những điều gì mà em hợp với mẹ chồng nữa? Đi mua sắm à? Mua sắm. Là mẹ dắt đi mua, toàn là mẹ chọn, mẹ kêu là cái mắt thẩm mỹ em muốn có. Cô dẫn đi mua là mua toàn bộ hết từ tất, từ kể cả những cái nhỏ nhất của phụ nữ cũng là mẹ chồng mua mới hấp dẫn, chứ nó mua là vứt. Nó về nó phàn nàn, nó bảo là anh Hợp lúc này anh kỳ quá, anh nghĩ sao mẹ ơi, thi thoảng mà giận nên cứ mày với tao. Thế tôi mới bảo thế trong sinh hoạt vợ chồng thì con như thế nào. Nó bảo không, con mắc cỡ lắm. Bảo hai con là còn mắc cỡ cái gì. Đến bây giờ cũng bảo con mắc cỡ, con xấu hổ lắm. Bảo xấu hổ cái gì? Bây giờ nhá, thứ nhất, trước khi vào giường thì phải xem cái giường ngủ nó có thơm không. Rồi con xem cái áo ngủ của con nó có sạch không. Chồng nó nằm gần nó ra đường thơm như mít ý, nó gái nó nịnh như hoa. Về nhà mặt chờ vợ cũng một đống như này thì thằng nào nó thích. Đúng rồi. Thế thì bây giờ ấy, tôi đi tôi mua cho 4-5 cái áo ngủ. Một lúc tôi lựa màu hường này, màu xanh lạt này, màu trắng này mà von ấy. Nhưng mà tôi bảo nhà có thằng con trai út cũng ở chung. Khi chưa vào cửa phòng là không được mặc cái đó. Vào cửa phòng rồi bắt đầu thay ra. Cái quần trong cũng phải là quần ren, nhìn cho nó hấp dẫn. Trời ơi. Thế này đến khi mà trước khi mình chồng nó lên giường, ví dụ ngày nào mà chồng say xỉn thì không được nói nhiều, không được lèm bèm, vì đàn ông không ai thích nói nhiều. Khi mà say thì vào anh ơi anh mệt không,
pha một cốc nước chanh bưng vô rồi massage cho nó. Nó thấy thoải mái, nó bảo ở nhà vừa không tốn tiền, vừa được vợ thế này thì đi đâu, đúng không? Là không phải ăn vụng nữa. Còn cách nào để cô dạy hai vợ chồng nó hạnh phúc nữa không cô? Có chứ. Cách nào nữa cô? Ví dụ mà chồng đi ra ngoài, cho đi. Nhưng anh đi mấy giờ anh về? Anh đi tới đâu? Hoặc là em đi cùng. Nếu là bạn trong sáng thì có gì mà không phải cho vợ đi, em không phải xấu. Nhưng mà đi ra ngoài với chồng là phải mặc đồ cho đẹp, cho hấp dẫn lên. Đừng có mặc cái áo mà nó bưng quá hay nó quê mùa quá, nhìn bạn với nhìn vợ mình mắc cỡ, nó không cho đi. Tôi ra tôi mua đồ xịn, mua đầm xịn. Tôi mua trang sức cho đeo. Tôi mua giỏ sắt cho đồ của nước ngoài nhập đàng hoàng. Khi đi với chồng con hãy mặc những cái này cho mẹ. Đầu tiên nó xấu hổ, nó không mặc chú ạ. Nó cứ chơi cái đồ của Lâm Đồng ấy. Tôi bảo con như thế này thì nó đi ra với bạn nó không về đâu. Thay đổi ngay lập tức. Đừng có nói là bà già chồng dạy về tắm chồng rồi luôn nha. Có nha. Ủa vậy hả? Có nha. Có luôn hả? Có chứ. Làm sao? Lúc trước thì nó cứ bảo nó xấu hổ mạnh ai nấy tắm, thằng kia nhiều khi nó gãy lưng đâu được. Bảo rồi nó ra kiểu nó cũng không được thoải mái, nó cau có. Tôi bảo bây giờ nhốt hai đứa trẻ con vào phòng, mua đồ chơi thật nhiều, đổ ra đấy cho nó chơi mà kệ nó. Hai vị chồng đi vô đóng cửa nhà tắm lại, kỳ lưng cho chồng. Rồi khen lấy cái bàn chải, ghi cái chân, cái cẳng, nó thấy con tâm lý, nó đâu có đi đâu được. Thế bắt đầu từ đấy, vậy thì hai đứa tắm chung đấy. Sư phụ thì có ai nào cô chăm sóc lương điện nước cho cô dâu không? Có. Có luôn. Cách nào? Đứa nào cô? Sanh đứa thứ hai xong, cai sữa là hàng nó ốc ác không à, không còn gì trơn á. Tôi mới đi mua một cái kem mắc nhất của Hàn Quốc gửi sang là gần 2 triệu một hũ nhỏ xíu à. Mua cho về và con tối con massage đi. Massage, hôm nay có hàng đẹp rồi. Cô có thể cho con cái tên được không? Chung đây là một mẹ chồng rất là tâm lý. Em thấy mẹ dạy những cái gì nãy giờ mà mình lo cho chồng này kia, em có thực tập giống như mẹ không? Có. Dạ. Rồi thấy kết quả sao? Dạ. Hồi kia thì ảnh hay đi nhậu lắm, tới có khi 1-2 giờ đêm mới về. Mà từ khi mẹ bày thì không có nhậu ngoài nữa mà về nhà nhậu. Chị cho em hỏi chút xíu nha, hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chưa hợp nhau thì cũng có chứ ạ. Cách đây mấy năm là mẹ hay đi làm ở Hà Nội xa lắm. Có năm là Tết không có về được. Em thì lo cúng kiến mùng 1 Tết để em lo xong rồi. Em mới kêu thôi, năm nay không có ba mẹ ở đây á thì xin chồng cái gọi điện cho mẹ với ba thì chắc là Tết ba mẹ không có mở máy đâu. Ba mẹ liên lạc hoài không được. Cái mới xin chồng, xin bác chồng là cho về quê, cái em về quê. Cái mẹ gọi điện, cái mẹ biết đang ở quê, cái mẹ la, mẹ kêu chứ con á là không có coi cha mẹ chồng ra gì hết á, không có tôn trọng, không có xin phép, đi là không có phép tắc. Cái gọi cho ba em luôn, kêu là về coi lại con đi nha, nó đi không có xin phép ai hết á. Khi đó ba mẹ giận lắm, giận dữ là dữ luôn. Gọi ba mẹ em xong là tắt luôn, hỏi nghe giải thích luôn. Mẹ mà giận, mẹ chồng giận là giận dữ lắm luôn á. Nhưng mà được có 2 tiếng mà sao à. Trời, mình làm gì cho mẹ hết vậy? Cứ đeo đẻ theo mẹ ơi này, mẹ ơi kia chị. Mẹ ơi hoài là cũng xui à. Cũng xìu á. Nhưng chuyện gì mà cô không hài lòng về con dâu nhiều nhất không? Có cái chuyện mà nó hay giấu giếm, ví dụ như cô đi công tác 3-4 tháng chưa về. Rồi ở nhà nhiều khi con nó té đau chẳng hạn hay đi viện, nó không dám nói, nó sợ mình lo. Hoặc hai vợ chồng nó cãi cọ, nó giấu. Tôi gọi ra ngoài tôi bảo ra đây, thằng chồng đi theo đấy đó, đi ra chỗ khác mày, đây là việc của đàn bà. Bắt đầu mới ngồi nói bây giờ tối hôm qua ngủ thấy thế nào, có massage cho nó không, có chăm sóc nó chưa. Rồi ăn mặc lại lôi cái đồ cũ thốc thách mặc đúng không, nó nhìn nó chán đúng không. Nhưng mà con mệt quá, con dọn dẹp con mệt quá, mẹ không được. Mệt thì cho hai đứa nhỏ đồ chơi hay là cho nó ăn no nó ngủ đi. Rồi hai vợ chồng ngồi rù rì, vẫn phải ăn mặc cho nó hấp dẫn lên. Quần áo nó sạch sẽ thì sức cái đồ mẹ cho nó thơm á. Đàn ông mà nó hởi mùi nó ghiền à. Thế là bắt đầu làm. Nhớ như còn đây là kinh nghiệm nha con. Kinh nghiệm quý báu. Quý báu đó. Kinh nghiệm dữ lắm luôn đó. Tất cả các con dâu chú ý như là phải chăm sóc chồng, nhịn nhục chồng lúc khi nó nóng thì mới giữ được hạnh phúc. Cứ bảo đàn ông có mèo nhưng mà 80% là do phụ nữ mà ra. Không biết tâm lý rồi đanh đá cá cày thì đàn ông nó chán ngay lập tức.
cô này mà tôi không cứu vãn là chồng đi chơi mất tiêu ấy. Thấy chưa, hay quá. Còn chuyện con cháu sao? Tức là chăm con thì em để cho mẹ hay là em học hỏi mẹ hay là em tự chăm? Dạ em tự chăm. Đứa sau á thì mẹ chăm hoàn toàn. Mẹ chăm như mẹ ruột vậy đó. Mẹ xong mẹ hơ rồi, nói chung mẹ rửa ráy y như mẹ ruột vậy. Mẹ không có ghê tay như người ta. Nhưng mà cô có khi nào xen vô cái chuyện chăm con cháu có la nó gì nó có chứ. La nữa hả? Cháu tôi mà xuống ký là tôi rầy à. Có khi về con bé nó xuống ký nó hỏi tại sao để con như này, hai vợ chồng mày làm gì? Như này mà xứng đáng làm mẹ hả? Là khiếp vãi hồn. Phải nhanh chóng chăm tăng cân hoặc là chết với tôi. Yeah. Ôi nào, em khóc vì mẹ chồng la em chưa? Dạ có chứ. Có hả? Khóc với chồng. Khóc chồng? Dạ. Mét chồng nữa hả? Dạ mét chồng. Nhưng mà chồng em lại rất là thương mẹ. Đứng ở giữa thì đâu có biết làm sao đâu. Chỉ biết im lặng. Im lặng luôn. Nói em ơi em, bây giờ mẹ bây giờ mẹ áp lực nhiều lắm. Em cứ học theo là im lặng là vàng là được em. Tại mẹ thẳng tính là mẹ nghĩ cái gì mẹ nói đó. Chứ gặp như những người mẹ khác thì họ ghim họ đi mình sao. Ừ. Thế con dâu cũng hiểu tâm lý mẹ ha. Hôm nay thì cô có muốn cô con dâu mình thay đổi điều gì? Cô cứ nhắn nhủ cô luôn đi. Cô muốn con dâu là phải trung thực. Từ tài chính đến quan hệ phải minh bạch với gia đình chồng và chồng. Nếu mà ngại không nói với mẹ thì có thể nói với em chồng, tâm sự với nó hoặc là nói với chồng. Hôm nay có mẹ ở đây ha. Em muốn nói điều gì với mẹ, muốn chia sẻ gì với mẹ? Hai mẹ con đứng lên với nhau nói chuyện với nhau cho tình cảm với nào. Con cảm ơn mẹ. Bấy lâu nay, bao nhiêu thời gian qua là mẹ đã cưu mang cho con, đã dạy dỗ con được như ngày hôm nay. Con rất cảm ơn mẹ. Đừng có nể, chỗ nào không thích nói luôn. Dạ không, con chỉ thích mẹ như vậy thôi. Mẹ đừng có thay đổi hơn nữa. Ôm mẹ đi nào. Mẹ hay gửi đồ ăn lên hoặc là mẹ mang đồ ăn lên. Thế xong mình ăn không hết, nhà có hai vợ chồng thì phí công mẹ, mẹ lại còn cho thêm tiền. Em nói với mẹ là mẹ bao bọc con quá, cứ thế này con không lớn được. Wow. À, mời cô ngồi ạ. Dạ, chào cô. Dạ, xin mời chị ngồi ạ. Hai mẹ con mặc áo nổi quá, đẹp quá nha. Đồng áo chết quá hả? Đồng áo đồng chết. Dạ, chào cô. Cô có thể giới thiệu về mình cho khán giả được biết ạ? Xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào chị Lê Lộc, xin chào quý khán giả. Tôi tên Lê Trường ạ. Năm nay tôi 57 tuổi và đã nghỉ hưu ạ. Cô là ở đâu cô? Cô ở Hải Dương. Hải Dương. Nhưng mà con thì ở trên Hà Nội. Con lên Hà Nội, cô lên Hà Nội rồi bay, hai mẹ con là bay từ hôm qua vào đây. Từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình. Cảm ơn cô rất nhiều. Thì qua chương trình này thì cô lên tới Sài Gòn hôm qua, cô mới nghĩ được mấy câu thơ. Nhưng mà xin chương trình là cô cũng chưa nhớ hết thì cô còn dễ đọc. Mạng muội có mấy câu thơ. Dạ mời cô đọc đi ạ. Hôm nay mùng 1 tháng 10 tôi từ Hà Nội bay vào miền Nam, mừng vui tọa nguyện ước mơ, gặp Lê Lộc, người hùng Quyền Ninh, gặp các mẹ, các làng dâu cùng đến đây tâm sự, giải bày cùng nhau. Chuyện mẹ, chuyện làng dâu, chuyện từ lúc mới gặp nhau, đến nay sống trọn mẹ chồng làng dâu, dù cho sống ở nơi đâu, chỉ mong cuộc sống bình yên hàng ngày. Mẹ con mười ý vẹn tròn, trong nhà luôn ấm, ngoài nhà lại êm. Qua đây cũng chẳng nói thêm, chương trình cũng chẳng phải lo. Đã đến nơi rồi mẹ sẽ đổi thay, dâu hiền thì sẽ khắc sửa ngay. Gia đình êm ấm, vui tươi cả ngày. Hay. Thật rất là hay. Sài Gòn chào đón Hải Dương, xin trao trọn nghĩa tình thương trọn đời. Hay. Còn khóc. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào hai MC. Em là Phan Thị Trang, 28 tuổi, đang làm wedding planner ở Hà Nội. Em làm dâu mẹ được 3 năm rồi ạ. Mình có em bé nào chưa chị? À, em có em bé 20 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô con dâu tương lai, cô cảm nhận về người phụ nữ này như thế nào? Cái ngày đầu tiên thì con trai cô cũng báo trước là đến tuần thứ 7 này thì con sẽ đưa người yêu con về. Da thì đen và chân thì chân voi. Trời. Mẹ có nhất trí không? Mới về thì ra mắt thì cũng ít nói.
khi ăn cơm xong thì cô cũng bảo lên uống nước con ạ. Thế thì con quay đi quay lại chả thấy con dâu đâu cả. Hóa là đang dưới bếp lúi húi là lau dọn bếp, lau dọn phòng tắm, nhà vệ sinh. Thế cô được lòng, cô bé này cũng được đấy. Về nhà đầu tiên đã tham gia cái công việc nội trợ trong gia đình cùng mẹ rồi. Còn với chị thì không biết chị có ấn tượng gì mà khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Nghe nói mẹ là hiệu trưởng, rồi mẹ lại là bà hội đồng nhân dân. Thì nghĩ là mẹ khó tính lắm. Dạ. Nhưng mà về gặp mẹ thì mẹ rất giản dị. Mà lúc đó em thì đang là sinh viên, vừa béo, vừa đen, ăn mặc quê mùa lắm, không trang điểm đâu. Mà trong khi con trai mẹ thì đẹp trai người người, lại công việc ổn định. Em nghĩ chắc mẹ đánh trượt rồi. Đến lúc mà cưới thì hai nhà cũng phản đối dữ lắm. Không hiểu sao hai nhà đi xem bói ấy, thấy bói tốt tính, bảo là cái chàng trai này là chăm vợ này, yêu vợ này, hiền lành này. Còn cái cô con gái này thì tốt bụng, thương người. Thế là hai gia đình đồng ý cho cưới ạ. Là không kỳ tuổi cô không? Không đi xem bói, nhưng cô tính tuổi thì hai cái tuổi không hợp, xa quá. Thế mà cách nhau 400 cây. Nếu mà ở xa thế thì hai bên cũng vất vả. Thiệt nhất là thiệt con gái. Dạ. Muốn về gia đình thì là xa quá, ít được về. Nhờ may cũng nhờ thầy bói á. Em có thêm cảm ơn thầy bói không? Em có. Thật sự luôn, vì các mẹ nghe thầy bói lắm. Đúng rồi. Nếu thầy bói nó không được đâu, đừng có lấy nhau. Là xong luôn rồi đó. Dạ, đúng rồi ạ. Khi mà về làm dâu những ngày đầu tiên thì cô thấy con dâu có như là những ngày đầu nó về để nó thăm mình không? Cháu cũng bình thường. Cháu đi học cũng ít khi là về cái nội trợ. Cái thức ăn hay là cái chế biến các thứ nó cũng khác miền Bắc mình. Nhưng mà con thì cũng không dám nói. Mẹ thì cũng tâm sự là những khi thứ này thì mẹ làm con quan được không. Như nấu canh ấy thì ở ngoài quê, ở Hà Nội thì mình cá mới lại vùng tơi hay là các thứ đấy. Nhưng mà trong miền Trung người ta không ăn những cái thứ đó. Mà mẹ cũng phải dạy con từ cả từ là nấu ăn rồi chế biến các món ăn. Con cũng thích mẹ là nấu xôi, cuốn chả cuốn. Mẹ cũng dặn con, đến lúc đầu thì không làm được. Nhưng đến bây giờ thì con cũng đạt điểm 9 rồi. Rồi em thấy cảm giác là có những cái điều gì em chưa học với mẹ chồng không? Từ lúc mà về làm dâu mẹ giờ thì mẹ bao bọc lắm. Mẹ hay gửi đồ ăn lên hoặc là mẹ mang đồ ăn lên. Nhiều vô kể, cứ phải khoảng 25-30kg. Thế xong mình ăn không hết, nhà có hai vợ chồng. Thì phí công mẹ, mẹ lại còn cho thêm tiền. Em nói với mẹ là mẹ bao bọc con quá, cứ thế này con không lớn được. Mình không muốn mẹ lo cho mình quá. Vâng, vì hai vợ chồng rất là tự lập, rất muốn tự lập. Cũng hay nhỉ, có những nàng dâu lại muốn mẹ lo cho mình, càng lo mình là càng thích hơn nữa. Còn này mẹ lo lại không muốn cho mẹ lo, nói luôn với mẹ như thế. Là cô cũng muốn ở nhà quê, mà cô trồng được những cái loại rau đấy, cô muốn mang đi cho con. Gạo thì ở quê, nhưng cứ mỗi lần mang đi thì con dâu, con trai đều mẹ mang đi xuất khẩu, sao mà mang đi nhiều thế. Ôi mà nó ở nhà thì cô thì cái gì cũng muốn mang đi. Dạ. Báo mẹ nhiều lần nhưng mẹ cứ tiếc của quê mẹ mang đi cho con. Dạ. Thế muốn là an toàn thực phẩm mà cũng sạch sẽ. Nhưng nó lớn thì cô cho tiền nó hoài. Không, ý là cô muốn là vợ chồng nó trẻ thì cô không cho. Nhưng từ khi có con mà thì bà muốn là bà không đi siêu thị, đi các chỗ mẹ chợ mẹ mua cho cháu được thì mẹ gửi tiền con để thỉnh thoảng con mua cho cháu. Về cái việc chăm cháu á chị, hai mẹ con mình có thống nhất với nhau không? Mẹ em là hiệu trưởng mầm non nên mẹ có kiến thức về chăm bé. Và vợ chồng em cũng nói trước là chúng con đi học các lớp về chăm bé rồi, nên là cũng mong bố mẹ tôn trọng cách chăm sóc của con. Không biết là mẹ thì có suy nghĩ gì không, mẹ cũng không dám nói lại với mình. Đó. Rồi lúc đó cô, khi mà con dâu nói vậy thì cô thấy tự ái không cô? Tâm lý cũng không được vui lắm. Vì là con nghĩ là cô đã trải qua là sinh hai lần mà nuôi con trưởng thành. Từ lớn đến bé là không phải đi viện. Thế thì cô cũng nghĩ là thôi thì giờ bây giờ nuôi con theo khoa học, mà con đã đi học tập huấn các lớp tập huấn rồi thì thôi cứ để con cho nó chăm sóc. Nhưng mà mẹ cũng nhắc nhở là khi nuôi con phải những tháng này thì như thế này, hay là khi nó nóng nó sốt thì làm sao thì phải cái thuốc gia truyền hay như thế nào đấy, chứ không phải là cứ hơi tí nóng sốt lại đi bệnh viện. Nhưng cái điều quan trọng khi em nói câu đó, em có biết rằng chắc chắn rằng mẹ chồng em sẽ buồn không? Em nghĩ là mẹ có buồn nhưng mẹ lại không nói. Thì vợ chồng và trong gia đình quyết định là cái gì phải thẳng thắn nói chuyện với nhau để chia sẻ. Dạ. Cá tính nha. Dạ. Chứ thường mà nói con dâu nào nói mẹ chồng là mẹ phải tôn trọng cái chuyện lo con cái của vợ chồng con là mẹ chồng nào giữ như... Hồi nãy... Như cặp đầu tiên là em mệt lắm luôn đó nha. À, cái này là em có chồng... vệ sĩ, chồng quyết cái gì là bố mẹ không thay đổi được. Thì em cứ dựa vào chồng. Dựa vào chồng.
cô thấy con dâu mình nó đối xử với mình cái gì chưa tốt chứ cô? Có cái vấn đề là mẹ chưa hài lòng. Rèn con về đêm đấy, không dậy ti nhiều lần mà không thức đêm. Thế là rèn cái thời gian rèn thì mẹ lên thì mẹ lại cứ thấy con cháu khóc sốt rồi lắm. Bà thì làm ở trên lầu 3, con ở lầu 2 là cứ thấy cháu khóc là bà không ngủ được. Và dậy thì bà nhìn thì nó cứ lăn hết bên nọ bên kia, toát hết mồ hôi ra mà mẹ không nói gì, bố không nói gì. Cứ để kệ đấy. Bà sốt ruột lắm, thế cứ đi lên đi xuống. Cuối cùng là bà ngồi cầu thang mà khóc chứ. Cứ nhìn thấy mẹ thì con dâu lại hắt tay ra này, hắt tay này. Để mẹ ra mẹ không vào. Trời ơi, tội nghiệp bà nhỉ. Sợ là bà lên được 2-3 bữa thì bà lại làm cái con nó đang rèn mà. Nhưng mà lúc mà chị hất tay mẹ ra vậy, chị thấy mình có lỗi với mẹ không? Tại vì mẹ cũng muốn quan tâm với em bé mà. Thế mẹ thương mình nên mình cũng không thấy lỗi gì. Đúng mà nãy giờ qua hai cái câu chuyện thấy cô này cũng khá cá tính. Có lẽ là em cũng dựa vào chồng quá. Như thế mình cảm giác mình ăn hiếp mẹ chồng hơi nhiều. Nó cũng muốn tốt thôi. Mà mình thì cuối cùng bây giờ mẹ cũng thấy con như thế là con cũng làm tốt cho cháu mẹ. Bản lĩnh, thấy người mẹ chồng không? Có thể hy sinh cái nỗi buồn của mình để cho con cháu có thể làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Có những điều gì mà mẹ làm khiến cho chị nhớ nhất? Có một câu chuyện mà em khá xúc động. Hàng tháng mẹ lên thăm hai vợ chồng 1-2 lần gì đó. Xong mẹ mang rất nhiều đồ ăn lên. Lúc nào cũng mong mẹ lên nhưng mong mẹ đi chợ về đó. Hôm đó là Hà Nội nắng nóng lắm. Thì mẹ lên chơi mấy hôm rồi mẹ về. Mà mẹ về giữa trưa. Thì lúc đấy em vẫn đang ngủ. Vì là đêm cháu quấy á. Thì khi xuống bếp là thấy đồ ăn sáng, đồ ăn trưa đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hết rồi. Thế mẹ thì đi về giữa trưa nắng. Nhìn thấy thế em thấy thương mẹ quá. Thấy mình lớn rồi mà mình chưa làm được gì cho bố mẹ để mẹ vất vả ấy. Em khóc, em nhắn tin cho mẹ. Em mới nói là con yêu mẹ, con cảm ơn mẹ. Và em cũng chia sẻ câu chuyện đấy lên chương trình. Và bây giờ hai mẹ con ngồi đây. Tóm lại là mẹ cũng rất tình cảm với con dâu. Con dâu cũng rất tình cảm với mẹ. Có bao giờ mà cô nghĩ rằng là con dâu nó có làm điều gì cho cô vẫn còn trăn trở, cô không nói được không? Có cái điều mà cô cũng hôm nay cô cũng muốn tâm sự với chương trình và với con dâu. Với cái này thì cô cũng chưa nói với con dâu. Là vì cái công việc của các cháu là nó các em nó làm về đêm. Nhưng cũng có hôm không làm về đêm, cũng nên thu xếp khoa học hơn. Để ngủ sớm và dậy sớm. Cái cơ bữa nhà anh chị thì ở trong miền Nam ra rồi các bác, các cô chú đến này là mỗi người một việc. Làm mà con trai, con dâu cứ ngủ thôi. Mẹ nên nào dậy gọi thì muốn gọi dậy nhưng mà thấy hai đứa nó ngủ ngon quá. Lại thương hại, lại chạy xuống. Cứ nhìn thấy nhiều việc quá lại chạy lên. Chạy lên lại thấy con dâu cũng ngủ ngon, con trai ngủ ngon lại chạy xuống. 4 lần như thế mà cô không dám gọi. Chắc là do cũng nhiều việc quá chị hả? Dạ. Với lại chồng bảo với em là mệt thì cứ ngủ. Giờ vẫn còn ngủ không em? Ngủ trễ không? Vẫn còn giờ sớm hơn một tí là khoảng 7:30 dậy rồi. Sắp xếp thời gian nào để chúng ta có thể dậy còn lo công việc gia đình, có những chuyện cần thiết thì sao ha? Em có muốn nói gì với mẹ, mong muốn điều gì thay đổi với mẹ? Con chỉ mong là mẹ bớt bao bọc con cái, cho con trưởng thành, con tự lập để con khẳng định với bố mẹ. Tiếp nữa là con mong mẹ mang ít đồ ăn đi. Vì mẹ mang nhiều thì tội cho mẹ. Mẹ có bệnh về cuộc sống. Bác sĩ dặn là mẹ không được dắt xe đâu á. Thế mà mỗi lần mẹ mang lên 30-40 cân như thế thì sau này thế nào? Mà em còn không bê được, sao mẹ lại xách được đi từ xe buýt rồi xe khách 2-3 chặng liền. Trời ơi, thương con cháu đó. Biết là mẹ cũng không phải lo là con thiếu ăn đâu. Hoặc là cháu thì có bỏ bữa một tí cũng không sao. Không phải lo cháu đói, cháu lạnh gì đâu. Cứ để cho chơi. Nói chung là con dâu với con trai cô cũng nhắc nhiều lần. Cũng thương mẹ. Đã rút kinh nghiệm rồi. Nhưng khi mỗi lần sau đi thì lại cái kinh nghiệm đi đâu hết ấy. Lại tiếc. Lại tiếc lại mang đi. Xếp rồi lại xếp ra, xếp vô, xếp vào. Cuối cùng lại xếp hết. Nói chung bỏ lại sợ con mình khoan đúng không? Nghĩ thế là mẹ cứ nói chung là mẹ bớt dần thôi. Chứ còn bỏ cái khuyên của các con thì mẹ chưa bỏ ngay được. Có bao giờ con nghĩ rằng con dâu sắp xếp đồ đem về quê cho mẹ không? Dạ mẹ không cho. Đó thấy chưa? Con dâu không cho mẹ vẫn cứ lên, nhưng mà mẹ không cho là con dâu không đem. Cái đó là cái hết sức là quan trọng. Đôi khi cứ một chiều hoài đó thì nó cũng không hay. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều hôm nay đến chia sẻ câu chuyện. Và hy vọng với câu chuyện ngày hôm nay hai mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Thôi giờ mình hứa với mẹ điều gì để cho mẹ vui lòng ngày hôm nay đi. Con hứa với mẹ là con sẽ cố gắng ngủ sớm, dậy sớm. Không dựa dẫm vào mẹ với anh nữa. Em bé lớn rồi thì con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. Vì
em bé có thể đi xe khách được rồi. Thế còn mẹ cũng mong muốn cho con là thật thương yêu gia đình, yêu các con và yêu bố mẹ. Và cuộc sống của con thì dù vất vả khó khăn thì cũng vượt qua hết. Hứa nói sách ít lại cho nó nhẹ lại đi. Và hứa mẹ sẽ cố gắng dần dần giảm đi. 40 cân còn 35, 35 còn 30, 30 còn 25. Giữ gìn sức khỏe cô nhé. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm để gửi cho gia đình. Dạ.